Khai trương từ tháng 9 năm 2015, tour du ngoại trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, thành phố Hồ Chí Minh đang được coi là phát pháo đầu tiên trong chiến lược phát triển sản phẩm du lịch đường thủy nội đô của thành phố. Nhưng sau 3 năm đi vào hoạt động, tuyến du lịch này đang trong tình trạng chết lâm sàn. Tuyến du lịch đường thủy nội bộ trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè có lộ trình 4,5 km, bắt đầu từ cầu Thị Nghè, quận 1 đến chùa Chantaransay, quận 3. Trên những chiếc thuyền chèo mang đặc trưng của Nam Bộ với sức chứa khoảng 20 người, du khách sẽ được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc đặc sắc như sáo, đàn tranh, đờn ca tài tử và ngắm cảnh thành phố dọc theo kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Thế nhưng đến nay, mỗi ngày chỉ có đội thuyền 22 chiếc, chỉ phục vụ chưa tới vài chục người khách, gần như không có đoàn khách thường xuyên đến từ các công ty lữ hành. Các bến tàu cũng là nơi đăng ký tour du ngoại nhờ có hoạt động bán vé cà phê, nước giải khát mới thoát khỏi tình trạng ngồi chơi sơi nước. Đại diện đợt các đơn vị tour du lịch này cho biết, ngoài việc vắng khách lâu ngày khiến khó thu hồi vốn, công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng nguồn nước ô nhiễm trở lại do ý thức kém của người dân sống dọc sông hai bên bờ và vấn đề thiếu ánh sáng hai bên bờ kè. Nhiều người rất thiếu ý thức, họ vô tư vứt rác bừa bãi xuống lòng kênh, thậm chí còn ngang nhiên phóng uế trước mặt các du khách. Không chỉ vậy, thuyền chở du khách còn không ít lần vướng phải dây câu của những người câu cá trái phép. Thời gian qua, xảy ra trường hợp thuyền chở khách chở nhạc công đờn ca tài tử đi di chuyển trên kênh bị một số người ăn nhậu, câu cá đứng trên bờ chửi bới, thô tục, chạy theo ném đá. Bên cạnh đó, hệ thống đèn điện hai bên bờ kè không có, khiến du khách không thể ngắm cảnh đi tour vào buổi chiều tối. Theo một vị giám đốc công ty du lịch, cái chết lâm sàn của tuyến du lịch kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đã được báo trước, bởi thực tế có quá nhiều bất lợi. Vị này phân tích, muốn phát triển du lịch đường sông thì vấn đề vệ sinh nguồn nước thải phải được đặt lên hàng đầu. Tuyến du lịch này đã góp phần hồi sinh tuyến kênh ô nhiễm bậc nhất Sài Gòn. Tuy nhiên, dòng kênh chỉ trong xanh, sạch đẹp khi không có rác thải, mà đây rác thải lại lổi lềnh bềnh khắp nơi. Chưa kể vào mùa khô, thời tiết nóng là con kênh lại bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Một lý do khác khiến nhiều du khách không đến đây để sử dụng các dịch vụ hấp dẫn là cảnh quan ven sông còn rất hạn chế.